Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đến với sinh hoạt văn học nghệ thuật những ca khúc của nhạc sĩ Ngô Tính được tổ chức vào chiều thứ Bảy 17 tháng 12 2016 tại nhà hàng Thần Tài Fortress Virginia. Xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh do Việt TVDC ghi nhận sau đây. Ở miền Đông này, cái khí lạnh tôi lên ngày hôm thứ Năm, lạnh dưới không độ âm, nhưng mà để bù lại tôi mang cái bão ở Cali lên để cho nó chan hòa và cùng chia sẻ với cái lạnh của người miền Đông. Xin cảm ơn quý vị. Nhạc sĩ Ngô Tính nói về niềm đam mê sáng tác nhạc và gợi lại một kỷ niệm khó quên. Chủ đề hôm nay là Em Bây Giờ Mới Biết, là những tình khúc của Ngô Tính được Y Lan và Quang Tuấn trình bày, và kèm đó là một vài bài viết về quê hương như là một sự đồng cảm. Thưa anh, trong suốt một đoạn đường như anh nói là 60 năm sáng tác trình diễn, thì kỷ niệm nào mà anh cho là đáng ghi nhớ nhất thưa nhạc sĩ Ngô Tính? Một kỷ niệm đáng ghi nhớ với tôi là cách đây cũng gần 20 năm, lúc đó tôi với anh Du Tư Lê lên đây và anh ra mắt sách, và lúc đó tôi ở nhà anh Ngô Phi Đạm, và một cái bài hát được nhiều người phổ của anh Du Tư Lê là bài Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển. Thì cái bài hát đó tôi đã hát ở vùng Hoa Thịnh Đốn cách đây cũng gần 20 năm. Đó là cái kỷ niệm mà miền Đông lần đầu tiên đối với tôi. Bài Số Phận. Bài Số Phận này quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy có mình trong đó. Xin mời quý vị nghe bài Số Phận của Ngô Tính. Trên 20 tình khúc do nhạc sĩ Ngô Tính sáng tác được lần lượt trình bày bởi các nghệ sĩ hiện diện. Đêm nhạc thính phòng dạ tiệc kết thúc lúc 12 giờ đêm thứ. Quý vị vừa theo dõi chương trình phóng sự nhạc thính phòng những ca khúc của nhạc sĩ Ngô Tính đến từ Los Angeles, California. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin cầu chúc quý vị mùa Giáng sinh an bình và năm mới vạn sự như ý toại nguyện. Đài Hữu Thảo Việt TV tường trình từ Fortress, Virginia, Hoa Kỳ. Dù ai buôn bán nơi đâu nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về. Đó là truyền thống của người Việt chúng ta từ ngàn xưa đến nay. Mỗi độ xuân về là dịp mà mọi người muốn sum họp với cha mẹ, gia đình để cùng vui Tết. Ngày nay khoảng cách địa lý đó gần như không còn nữa. Người Việt chúng ta đã có thể thưởng thức Tết ở khắp mọi nơi và cùng chia sẻ niềm vui ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu hay ngay cả ở Việt Nam. Uno IPTV chính là cầu nối giúp quý vị có được những không khí ấm áp đó. Với việc liên tục có những phóng sự về ngày Tết ở khắp mọi nơi, từ thủ đô của người Việt hải ngoại tại quận Cam, Nam California, đến thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, từ đại diện bờ Đông đến bờ Tây và từ Nam chí Bắc của Hoa Kỳ, Canada. Hơn thế nữa, Uno IPTV còn mang đến nhiều bản tin liên quan đến người Việt hải ngoại ở nhiều thành phố và tiểu bang khác. Chúng ta hãy chung tay góp sức giúp cho con cháu giữ mãi tiếng Việt và làm cho văn hóa Việt ngày càng phong phú khắp năm châu,
bằng cách đón xem các chương trình Việt ngữ trên Uno IPTV hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1-844-885-5000 hoặc xem trên website unoipbox.com. Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.